Đình Thủy, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 294. Ông Nguyễn Đình Hòa, đại diện tiểu đoàn thông tin 36. Ông Hà Hồng Quân, Phó Chủ tịch Đảng ủy, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Việt Nam. Cùng các ông bà là trưởng phó ban đại diện cho ngày học sinh của các lớp. Về phía sinh hoạt nhà trường, trân trọng giới thiệu Phạm Văn Trăng, bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường. Về phía chính quyền, tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Hoàng Sơn Hải, hiệu trưởng nhà trường. Thạc sĩ Phạm Hương,